triển khai ngay lực lượng đấy để điều tra truy vết F1 tại hai địa điểm trên địa bàn Sơn Trà chúng tôi và của hai người khách Trung Quốc đến đây tới, đó là một là nhà hàng Phóng Hô ở cửa biển và nhà hàng biển lớn cũng nằm trên đường biển. Thì sau khi mà triển khai truy vết thì chúng tôi đã truy vết được tổng cộng là trong đêm đó là 14 F1 và cách ly ngay trong đêm. Và cái hôm nay thì chúng tôi là tiếp tục và truy vết thêm được hai người là ở tại nhà hàng Phóng Hô là F1 nữa. Đồng thời chúng tôi đồng triển khai tất cả điều tra tất cả những cái trường hợp mà liên quan đến chuyến bay của người Trung Quốc. Thì trong ngày hôm qua chúng tôi đã triển khai được thêm 6 F1 của hai chuyến bay mà có liên quan đến